Như vậy là sau rất nhiều những bản beta thì mới đây Vsmart đã chính thức trình làng cái phiên bản hệ điều hành mới nhất của họ là VOS 3.0 trên nền là Android 10. Và ngay trên bàn bên đây đó chính là hai chiếc, một bên tay phải là chiếc Vsmart Star 4 và bên tay trái là chiếc Vsmart Star 3. Trên chiếc Vsmart Star 4 này thì ngay từ khi ra mắt nó đã được cài sẵn cái hệ điều hành mới nhất là VOS 3.0 rồi, còn trên Star 3 thì mới chỉ được cài cái VOS 2.5 mà thôi. Một số dòng máy sẽ được lên sớm nhất hệ điều hành VOS 3.0 đó chính là Vsmart Lite, Vsmart Joy 3 và Joy 2+. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những tính năng độc đáo nhất mà mình đã trải nghiệm qua trên hệ điều hành mới nhất là VOS 3.0. Đầu tiên đó chính là về phần giao diện. Thì trên VOS 3.0 giao diện đã được thiết kế lại một chút. Ngay trong phần thanh thông báo này thì các bạn sẽ thấy là những cái icon, những cái biểu tượng nó được thay đổi một chút, nhìn nó trực quan hơn. Cái biểu tượng pin này nhìn nó rõ ràng hơn và nhìn nó đẹp mắt hơn. Những cái chi tiết thừa thì nó được loại bỏ và những cái phông chữ thì nó đã được cải thiện để đem lại cái sự dễ nhìn, cái sự thoáng đạt trên VOS 3.0. Với VOS 3.0 thì nó đã sử dụng cái trên nền Android 10, còn VOS 2.5 thì mới chỉ là Android 9 mà thôi. Vì vậy là những cái thanh điều hướng cử chỉ nó cũng khác nhau. Với Android 10 thì các bạn đã rất quen thuộc với những cái điều hướng, ví dụ như là vuốt và giữ để ra thanh đa nhiệm, hoặc là vuốt từ trái qua và từ phải qua đều là để back hết. Còn với VOS 2.5 thì các bạn sẽ vuốt từ phải qua để back và vuốt từ trái qua để mở thanh đa nhiệm. Điều này thì có thể là nó sẽ chỉ quen thuộc với những người nào mà hay sử dụng điện thoại của Vsmart mà thôi. Còn đa phần cái cử chỉ điều hướng của Android 10 mới là phổ biến nhất. Ngoài ra thì những cái icon biểu tượng thì cũng đều được làm lại, nó đơn giản hơn, như cái biểu tượng cài đặt ở đây này. Bên trong này thì cũng có một chút thay đổi về icon biểu tượng, nó cũng thay đổi một chút này. Và tất nhiên cả hai đều được trang bị cái chế độ là Dark Mode giúp tiết kiệm pin hơn. Một điểm mình rất thích trên VOS 3.0 đó chính là Vsmart đã nghiên cứu và phát triển những cái hình nền nó đặc trưng của người Việt. Ví dụ như mình thấy ở đây đó chính là chủ đề chống đồng này. Ngoài ra còn rất nhiều những chủ đề khác như là cảnh sát cơ động này, hay là ong bắp cày, hay là những cái chủ đề liên quan đến Tết, quân đội này. Ở phía dưới thì có những cái hình nền nó rất là mang biểu tượng, đó chính là bamboo, đó là cây tre này, thác bản dốc này. Đó là những thứ rất đặc trưng mà một thương hiệu Việt cần có được, và Vsmart đã làm rất tốt điều này. Ngoài ra những cái hiệu ứng thì nó cũng được thay đổi, nó làm rất là mượt mà. Ngay cả những cái lúc mà mình cắm sạc điện thoại thì nó cũng có một cái hiệu ứng mới hoàn toàn. Điều này thì giúp các bạn vẫn trải nghiệm một chiếc điện thoại nhưng mà nó có cảm giác nó mới mẻ hơn và được thay đổi qua từng ngày. Trên VOS 3.0 thì hãng đã bổ sung một vài cái tính năng mới. Ví dụ ở đây là Vsmart thông tin. Ở đây nó sẽ hiển thị những cái thông tin như là nhiệt độ này, mây này. Và cái quan trọng nhất ở đây mình thấy đó chính là cái chỉ số chất lượng trong không khí. Ngày trước thì các bạn phải tải một cái app bên thứ ba để có thể thấy được những cái thông tin này. Còn đây Vsmart đã tích hợp luôn. Nó có thể hiển thị thêm những cái chỉ số tia UV này, hay là tầm nhìn, độ ẩm. Và ngay trong cái phần hiển thị thời gian này, nếu mà không để ý thì các bạn sẽ không thể thấy được. Ở đây Vsmart đã cho chúng ta tùy chọn là hiển thị thêm cái giờ âm lịch. Mình biết rằng rất nhiều bậc phụ huynh chúng ta, bố mẹ mình cũng thế, thường là vẫn hay sử dụng những cái lịch âm. Trước đó thì mình đã phải cài thêm một cái ứng dụng lịch bên thứ ba để cài vào máy của mẹ mình. Tuy nhiên thì với chiếc Vsmart Star 4 này, với cái hệ điều hành VOS 3.0 này thì phần âm lịch đã hiển thị ngay trên màn hình, rất là tiện lợi. Một cái ứng dụng mới mà Vsmart đã bổ sung đó chính là Vsmart Browser. Cái ứng dụng Vsmart Browser này thì nó được phát triển trên nền tảng Chromium. Giao diện nó rất là đơn giản và đặc biệt là trình duyệt này tích hợp ngay cái tiện ích là App Lock. Nó sẽ chặn những cái quảng cáo khi người dùng lướt web. Đây là một cái tính năng mà mình đánh giá rất là cao. Tuy nhiên thì cái trình duyệt này thì nó mới chỉ là ở mức đang được phát triển và đang được hoàn thiện mà thôi. Vì vậy là những cái tính năng mà hay ho, thú vị thì mình tin rằng Vsmart sẽ bổ sung ngay trong những cái bản cập nhật sau đó. Một tính năng nữa mà các bạn sẽ rất là quan tâm đó chính là tính năng chăm sóc thiết bị. Thì mình biết rằng ở đây nhiều người sẽ sử dụng Android mà có thói quen là hay là bỏ những cái file rác đi, loại bỏ file rác đi. Thì cái tính năng này giúp các bạn làm được điều đấy. Ngoài ra thì nó còn giúp các bạn quản lý được cái mức tiêu thụ pin cũng như là bảo mật bởi những cái mối đe dọa, những cái ứng dụng các bạn mới cài vào đây. Và các bạn cũng có thể tối ưu bộ nhớ. Trên hệ điều hành Android khi các bạn gỡ cài đặt một cái ứng dụng nào đấy thì những cái file rác của nó có thể vẫn tồn tại. Đây như mình vừa quét ở đây thì nó vẫn còn 800MB tệp tin rác. Thì mình mới dọn dẹp ngay. Và mình khuyên các bạn khi sử dụng những smartphone phổ thông như thế này thì các bạn thường xuyên dọn dẹp rác giúp mình, bởi vì là nó sẽ giúp các bạn có một chiếc máy nó mượt mà hơn. Một tính năng nữa mình muốn chia sẻ với các bạn trên hệ điều hành VOS 3.0 đó chính là tính năng hiển thị riêng tư. Với tính năng này thì các bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nó sẽ giúp các bạn là chỉ hiển thị cái vùng đó mà thôi, và các bạn sẽ di
để hiển thị cái vùng đó lên. Nếu các bạn đang có một cái người nào khác, người lạ ngồi cạnh mà các bạn không muốn cho họ nhìn thấy toàn bộ nội dung cái màn hình của bạn thì các bạn có thể di như thế này. Đó, đọc đến đâu là nó sẽ hiển thị đến đấy. Và các bạn cũng có thể tùy chọn cái hình dáng của nó là hình tròn hay là hình vuông. Đây, như mình đang dùng ở đây, toàn bộ cái màn hình của mình nó đã được che phủ và mình chỉ di đến đâu mà mình muốn nhìn mà thôi. Đó, đây là một tính năng nhỏ nhưng mà rất hay và đã được cập nhật trên VOS 3.0. Một thứ rất hay nữa mà mình thấy trên VOS 3.0 đó chính là cái tính năng là xáo trộn mật mã pin. Và để truy cập cái tính năng này thì các bạn vào phần cài đặt, tìm đến cái phần quyền riêng tư. Đây, cái trộn mã pin ở đây. Và mình sẽ demo luôn cái tính năng này nhá. Bình thường nếu các bạn đang sử dụng cái mật khẩu như thế này, mình đang cài ở đây, đó chính là mật khẩu 000 400. Rồi, máy mở đúng không? Thì khi có người lạ nhìn vào cái máy của bạn và họ biết rằng cái vị trí số 0 nó nằm ngay ở đấy và họ sẽ suy ra ngay đó chính là cái mật khẩu của bạn là 400. Và nếu mà cầm được điện thoại của bạn thì nó sẽ rất là nguy hiểm, họ sẽ mở được luôn. Còn với tính năng trộn mã pin thì với chiếc Star 4 mình đang có trên tay đây, khi các bạn mở lên số 0, ok, vẫn ở dưới đúng không? Đây, mình sẽ mở lại nhá. Số 0 vẫn ở dưới. Mở. Rồi đúng không? Nhưng mà khi các bạn khóa màn hình đi này, mở lại này, số 0 nó đã được đổi sang một vị trí khác như thế này. Và nếu mà những chiếc máy thông thường, nếu mà người ta nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ ngay đó là số 4. Có nghĩa là mật khẩu của bạn là 4 số 4, chứ không phải 4 số 0. Đây là một tính năng nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ tăng được cái độ bảo mật của máy các bạn rất là nhiều. Rồi một tính năng nữa ngay dưới cái tính năng trộn mã pin, đó chính là tính năng chống gián điệp. Tính năng này thì hoạt động như là một phiên bản nâng cấp của chế độ máy bay. Cụ thể thì khi bật tính năng này thì toàn bộ kết nối như là Wi-Fi, Bluetooth, mạng di động, GPS thì đều bị ngắt. Chưa hết, những cái thành phần cứng như là rung, loa, microphone hay là camera thì cũng sẽ bị vô hiệu. Vì vậy nó sẽ giúp các bạn bảo vệ cái chiếc máy của bạn nó an toàn hơn với những cái tình huống khẩn cấp. Ngoài ra thì trong cái phần chăm sóc thiết bị này nó có thêm một cái phần là bảo mật. Thì ở đây nó sẽ giúp các bạn có thể quét được virus này và kiểm tra cái kết nối mạng xem nó có ổn định hay không, kiểm tra Wi-Fi, kiểm tra mạng dữ liệu di động. Đó là những cái tính năng rất là cần thiết, hữu ích khi được bổ sung vào VOS 3.0. Rồi, đó là những cái tính năng rất là quan trọng, cần thiết được bổ sung vào cái VOS 3.0 này. Các bạn thấy sao về VOS 3.0? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá. Mình là Trương Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.